Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTNDC chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ an vị thánh tượng đạo Cao Đài tại Nashville, Tennessee. Thưa kính chào tất cả quý vị. Tôi là chánh trị sự Trần Quận Linh, quyền độc tộc đạo Lý Đô Sài Gòn, Thánh Tất Cali, Phật Nha. Hôm nay chúng tôi có dịp an vị thánh tượng Tennessee. Thì cái lễ an vị thánh tượng hôm nay, chúng tôi dù người Cao Đài ở bất cứ nơi nào cũng đều có tâm nguyện theo cái ngũ nguyện của mình là nhất nguyện đại đạo hoằng khai. Thì cái việc nhất nguyện đại đạo hoằng khai, việc mơ cơ sở đạo nó thực hiện cái lời mơ ước của chúng tôi, thì ngày nay Tennessee đã thực hiện điều đó. Nên tất cả anh em chúng tôi từ mọi nơi về đây để ủng hộ cho cái lễ thượng tượng hôm nay được thành công viên mãn. Đó là nguyện vọng của chúng tôi. Dù cho một cái địa phương nào hữu sự thì các địa phương khác cũng dùa sức vào để làm cho cái cơ đạo càng ngày càng phát triển. Đó là nguyện vọng nhất nguyện đại đạo hoằng khai. Và có đại đạo hoằng khai rồi, cái bước kế tiếp là sẽ phổ độ chúng sanh. Nó có cơ sở để chúng ta nhắc nhở chúng sanh, giáo dân quy thiện về luật thương yêu quyền công chánh để đúng theo cái ý của Thượng Đế. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua đêm 12 giờ khuya thì Thánh Thất Cao Đài Cali Phật Nha đã trong đó có hành chánh đạo và phước thiện cũng như ban bộ. Trong cái lễ cúng Đức Chí Tôn, lễ an vị thánh tượng vừa qua thì có đầy đủ nhạc lễ đồng nghi, đã hiệp cùng với ban trị sự sở tại mà thực hiện cái nghi lễ rất là tốt đẹp, rất là viên mãn và được nhiều sự hài lòng của quý huynh đệ muội. Và ai cũng mong rằng cơ đạo nó sẽ phát triển mãi mãi được như thế này. Mọi địa phương nào chưa có cơ sở đạo đều lấy cái sự phát triển này làm cái tấm gương để mình noi theo đó mà phát triển cái nguyện vọng của mình là hoằng khai đại đạo. Đó là ý nghĩa của ngày hôm nay. Và hôm nay theo lễ thường thì an vị thánh tượng xong thì chúng tôi cũng cầu nguyện để cho các chân nguyên liệu được siêu tăng tịnh độ. Thì đi mà hôm cũng đã tụng Di Lạc chân kinh là kinh tận độ chúng sanh, để chúng sanh các chân linh ở đây chưa được ai phổ độ thì nghe được cái tiếng câu kinh của Di Lạc chân kinh để họ đều được phổ độ. Vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ngoài ra chúng ta sống trên mảnh đất nước Mỹ là nước tự do. Những người chiến sĩ Mỹ cũng đã hy sinh để chúng ta có được sống an lành hôm nay. Cũng như trong cái ngày 30 tháng 4 là ý niệm của một chế độ tự do sụp đổ. Những chiến sĩ chết vì tự do thì hôm nay chúng ta cũng tế họ và cầu nguyện cho họ được siêu thăng tịnh độ. Đó là cái tấm lòng từ bi của đạo và cũng là trách nhiệm của một người công dân sống ở nước Mỹ, ở Việt Nam. Chúng tôi đều luôn luôn nhớ canh cánh bên lòng những trách nhiệm và cái tình thương yêu mà Thượng Đế dạy cho chúng sanh. Và trách nhiệm chúng tôi là cái người phải cầu nguyện cho những người đã khuất, cũng là một phần của trách nhiệm công dân trong cái những cái buổi lễ ngày hôm nay. Dạ, thưa tôi là tổng quản nhiệm của Ban Thế đạo Hải ngoại. Chúng tôi từ thành phố San Jose, California, hôm nay đến đây để dự lễ an vị thánh tượng thi nhãn Thánh Thất Nashville, Tennessee. Dạ thưa, đây là một cái sự kiện quan trọng bởi vì Ban trị sự và đồng đạo ở Nashville, Tennessee nghĩa là tin tưởng vào đạo và đã cùng nhau, và mặc dầu tín đồ ít nhưng cũng đã mua được đất và để làm thánh thất để thờ cúng Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng. Vì đó là cái tinh thần rất cao cả, cho nên chúng tôi là phải đến đây để yểm trợ tinh thần của Ban trị sự và đồng đạo tại Thánh Thất Nashville, Tennessee. Đặc biệt là chúng tôi đến đây là cái quan niệm và cái đường lối của Ban Thế đạo Hải ngoại là luôn luôn phục vụ cho các cơ sở đạo để trong vấn đề phát triển đạo cho thế giới biết về đạo Cao Đài, và đó là nhiệm vụ của Ban Thế đạo. Và khi mà các cơ sở đạo có cần đến sự yểm trợ hay là sự yểm trợ tinh thần và giúp đỡ góp ý về vấn đề phát triển đạo Cao Đài thì chúng tôi sẵn lòng làm hết sức mình để mà yểm trợ cho đồng đạo hải ngoại. Dạ, nhân dịp lễ này thì tôi cũng xin trình bày là
qua cái sự kiện mà ở đây đồng đạo dù ít nhưng đã thành lập được một có miếng đất và thành lập được nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, thì tôi thấy rằng luôn luôn lúc nào cái sự thương yêu và đoàn kết cũng là một cái yếu tố mấu chốt để mà người đạo Cao Đài thành công trên mọi phương diện, nhất là phương diện giữ đức tin cùng nhau để mà phát triển đạo Cao Đài. Tôi là hiện tại Lê Thành Hưng, là một trong những người phụ trách về tiếp tân cho buổi lễ an vị thánh tượng tại thánh thất Nashville thuộc tiểu bang Tennessee. Theo trên danh sách mà chúng tôi đạt được cho tới giờ phút này là gồm trên 200 người chức sắc, chức việc, đồng đạo, đồng hương và cơ quan truyền thông báo chí, và tất cả là 31 đơn vị. Đặc biệt trong cái các cái cơ sở hành chánh đạo này đó, là nhất là Atlanta, Georgia, đi 50 người, và trên đường đang tới một đoàn xe nữa, chúng tôi chưa có ghi nhận được. Về phương diện ẩm thực để mà phục vụ cái buổi lễ ăn vị thánh tượng này, thì chúng tôi nhận thấy có được 2 đơn vị sẵn sàng giúp đỡ cho cái buổi tổ chức hôm nay. Gồm có một là Phước Thiện ở Lý Thô Sài Gòn. 2 là Hương Đạo Medicine Alabama lo về cái phần ăn uống, ẩm thực, bữa điểm tâm cũng như là mà ăn bữa ăn chánh trong buổi lễ hôm nay. Ý nghĩa mang rất là quan trọng trong cái việc mà phát triển cái cơ sở tại thánh thất này, vì hàng bao nhiêu năm các đơn vị này đã từng bước tiến từ cái cúng liên gia rồi lên ấp đạo, ngay hiện tại bây giờ là cơ sở này đã phát triển lên thành Hương Đạo, và cái sự hoạt động hết sức là nhịp nhàng. Trong buổi lễ hôm nay nói lên cái tinh thần đặt trọn niềm tin vào hai đấng trọn lành là Chí Tôn Đức Phật Mẫu, và các đơn vị thánh thất cũng như châu tộc đạo các nơi nhiệt tình ủng hộ tinh thần đó qua các đơn vị tại chỗ này. Kính chào quý khán giả Đài VTV, tôi là Thông sự Thi Quang Vinh, đến từ thánh thất Portland, Oregon. Xin kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi rất là hân hạnh được tham dự lễ an vị thánh tượng của thánh thất Nashville, Tennessee. Hôm nay, tất cả đồng đạo các thánh thất ở mọi nơi đi là đặc biệt, rất đông, và từ trước hôm nay đến phụ lực cùng thánh thất Nashville dày công cố gắng xây dựng một thánh thất ở nơi vùng hẻo lánh thanh bần như thế này. Chúng tôi rất là, không những tôi mà tất cả mọi người đều vui vẻ và hân hoan chào đón để hoan nghênh cổ võ tinh thần của anh em thanh niên đại đạo. Tương lai tôi nghĩ rằng không bao lâu thì sau khi lễ an vị này thì thánh thất các đồng đạo chúng ta sẽ yểm trợ để hoàn thành cái ước mộng của đồng bào và tín hữu của thánh thất Nashville để được trọn vẹn. Vì đây là một cái thời gian rất là cấp bách để cho đồng đạo con cái Đức Chí Tôn có cơ hội để noi truyền, để noi gương Đức Hộ Pháp, một người con vĩ đại đã chiều tử nhất sanh, duyên nhân đức tính đủ đầy, một lời không dài đổi chờ đổi. Mặc dù một thời gian thì gương rõ ràng là khi Đức Ngài quy thiên thì bàn tay Đức Chí Tôn đã giang tay đón chào người đứa con vĩ đại về cùng Ngài. Đức Chí Tôn có nói rằng dù lòng có buồn mắt có mờ về đổ lụy xót thượng thương cho tình gia con, nhưng mà vẫn dần chói sáng, vẫn còn vâng lên mãi mãi và mãi mãi để cho nhân loại sau này trọn vẹn một niềm tin yêu. Thành thật cảm ơn Đài VATV rất nhiều cho tôi một buổi phỏng vấn rất là quý báu như thế này. Tôi chân sự Nguyễn Phố ở thuộc thánh thất Boston, Massachusetts. Thì tôi thấy thánh thất Tennessee này làm lễ an vị thì cũng theo lời ước, đúng như lời ước nguyện của anh chánh sự Minh lúc mà đi tham viếng ở trên Boston vậy. Thì
Sau khi anh về đây, anh có in thiệp các nơi mời, tới ngày hôm nay thấy đông đảo đã giúp tay cho anh thành lập được một cái thánh thất có quy mô lớn, thì tôi cũng hết lòng ủng hộ và sẽ thấy mong muốn rằng cái thánh thất của Tennessee sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạch Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phương xin kính chào tạm biệt và mong gặp lại quý vị vào kỳ tới.